Nếu như trước đây cao huyết áp được coi là căn bệnh của người già, thì mới đây theo Hội Tim Mạch Học Việt Nam, bệnh nhân mắc căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Và đặc biệt các cán bộ viên chức, đặc biệt là những người thường xuyên ngồi văn phòng với tình trạng ít vận động, thường xuyên gặp áp lực trong công việc, lại là những người có nguy cơ cao mắc căn bệnh này. Do tính chất công việc, ít vận động, lại gặp nhiều áp lực, nên anh Sơn đang gặp nguy cơ bị cao huyết áp. Anh cũng như nhiều người trẻ khác, chưa bao giờ nghĩ mình có thể mắc phải căn bệnh này. Thế thì gần nhất là tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì cũng thấy là cái tình trạng huyết áp của mình là nó bị tăng cao so với mức bình thường. Và tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra hiện tượng tăng áp này là một là áp lực công việc, tức là do stress. Hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Cái thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng huyết áp. Trong khi đó, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, mỗi ngày các bác sĩ ở đây tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi đến khám và điều trị tăng huyết áp. Và áp lực công việc đang là một trong những nguyên nhân khiến họ mắc căn bệnh này. Chủ yếu là vì những bệnh nhân ấy làm việc ở thành phố, có làm việc văn phòng, ngồi tĩnh tại nhiều này, ít vận động, làm máy tính nhiều và cái áp lực công việc khá là căng thẳng. Khi mà hỏi đến cái áp lực công việc thì khá là căng thẳng. Theo số liệu mới nhất từ chương trình phòng chống tăng huyết áp quốc gia, tỷ lệ các ca mắc bệnh trên 25 tuổi chiếm 47,3%, tương đương với 20,8 triệu bệnh nhân. Trong khi đó, trên thế giới, đây là căn bệnh khiến 17 triệu người tử vong mỗi năm. Lo ngại là người trẻ lại chưa ý thức được hết mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Người trẻ thì họ cảm thấy lúc nào cũng khỏe mạnh, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Tại sao tôi lại nói chuyện đó? Bởi vì gần đây các cái phương tiện truyền thông đã nói rất nhiều đến vấn đề đột quỵ ở người trẻ tuổi và thậm chí những cái đột tử ở người trẻ tuổi. Vậy thì sâu xa là gì? Sâu xa chính là các yếu tố nguy cơ, trong đó có thừa cân béo phì, có bị stress, căng thẳng quá, có thể bị tăng huyết áp. Cao huyết áp được coi là căn bệnh giết người thầm lặng bởi nó không có những triệu chứng lâm sàng điển hình. Và nếu chủ quan thì bất cứ ai cũng đều có thể mắc căn bệnh này.